chồng dạy vợ vẩy rau và cái kép. Ra đây. Hôm nay cháu sẽ hướng dẫn vợ vẩy rau nhé. Đầu tiên tay phải thì cầm như này nhé, tay trái cầm như này, chân trái bước lên, tay bước lên này, này. Đấy đà nhé. Vỗ tay, vỗ tay. Đấy. À. Này nhé. Chân trái bước lên. Cười là còn khổ nhé.